Cả nhà, hôm nay là ghé đây quay hướng dẫn và chia sẻ cho chị là sửa lại cái mô cũng như là chăm sóc sầu riêng cho nó đúng chuẩn, nó đạt chuẩn, nó tốt ha. Thì đầu tiên bây giờ là mình nhận xét cái bên ngoài xung quanh đó, bây giờ là cái mô nó chưa có đạt. Thứ nhất là cái chỗ vấn đề chăm sóc là cái mô nó chưa có đạt nè, thì nó lỗ hang nè, giờ rễ nó ăn gai rồi nè. Thì cái này bây giờ là mình đào cái rãnh ở đây nè, đó, ngay trong cái dừa tán lan, ngay trong cái cành nè, thì mình đào ra khoảng nửa mét tới 1 mét, mình đào sâu xuống, đào sâu xuống một bên là hai lưỡi len đó, là sâu xuống hai lưỡi len là mình ốp, mình đắp lại cái rãnh đó ha, để chi tháng mưa nước ở trong đó nó sẽ rõ xuống cái rãnh này và nó đi xuống mương. Thứ nhất, cái thứ hai á là ở bên đây, thì cái đất ở bên đây nè là mình đào xuống một lưỡi len luôn, hạ cái mặt bằng này xuống một lưỡi len luôn, rồi ốp vô trong cái mí đó, nên mình tạo ra một cái giống như là cái máng xói ha, cái máy ton của mình đó, để cho nước nó chảy ra. Cho nên là cái này mình phải đào này, còn cái này là chỗ này nó thấp nè, rồi đào này đó, rồi đào vòng tròn đưa vô bài bản hết trơn luôn. Đó là cái công việc mình phải làm nè. Cái nhà thấy coi cái gạch như thế này nè, thì mình bắt buộc là mình phải làm ha, phải đào để cho dòng nước ở trong đây nó thoát ra nè. Đó, thì cái nhà thấy không, chỗ đó là chỗ rãnh nè, còn cái đó là mé mương ha, thì mình đào đó mình ốp vô đây để cho cái đó nó thấp xuống, thì nó sẽ tạo ra được cái độ nghiêng. À, cái thứ nhất thì vấn đề chăm sóc, cái thứ hai là tưới nước thiếu. Đấy, thì mình có hệ thống tưới rồi, thì cái cây này bây giờ hiện tại đó là 2 mét như thế này đó, là tưới tạm thôi, chứ nói chung mà tưới để đủ nước là tưới hơn, phải tưới lâu. Thì sau này về lâu về là về tạm thời là như vậy đi, nhưng mà về lâu dài đó là mình phải lắp 4 mét thì 4 góc thì nó mới đủ nước cho cây sầu riêng. Thì nói chung là giờ tôi sửa từ từ ha, thì bây giờ là phải đắt. Cả nhà thấy nè, nó khô trắng hết trơn nè, ông đào tùm lum tùm la hết, nó khô trắng đắt hết trơn đó. Thì cái này tưới, mình tưới nhiều đi, xong rồi mình ra mình móc xuống mình kiểm tra coi ở dưới nó ẩm chưa, nước chưa. Nếu mà ở dưới nước là đủ nước ha, là ngưng. Rồi sau đó 1-2 ngày đó mình ra, trước khi tưới mình ra mình kiểm tra, mình dập xuống để coi nó có ẩm độ không. Nếu mà nó hơi khô đó, là bắt đầu mình tưới, thì mình tưới nhiều nữa. Mùa này mùa nắng mà tưới thoải mái đó, thì là cái chế độ nước mình cung cấp cho cây nó đầy đủ là ok. Đó là vấn đề về chăm sóc ha. Thứ nhất là đào rãnh, thứ hai là tưới nước đó. Còn về cái chế độ phân bón nè, thì á ở đây đầu tiên cái nhà mình đi thăm vườn á, vườn nào cũng gì hết, thì nó có hai cái mình quan tâm. Thứ nhất là cái pH của đất, và thứ hai là cái bộ rễ của cây. Thì cái pH đất á, để nâng pH đất á, thì nó có nhiều cái cách lắm, thì bà con cũng đã biết rồi, dùng lăng, dùng vôi ha. Đó, có nhiều người dùng nhiều sản phẩm khác nhau. Còn đây thì đặc biệt là dùng chất ca tô đắc si ha. Tại vì á là mình dùng si á, thì nó sẽ làm cho cái thứ nhất là nó ổn định cái pH đất, cải thiện ha, nâng pH đất. Thứ hai là nó có vi sinh vật, về lâu dài thì nó sẽ bền hơn. Còn nếu mà bà con đang sử dụng cái gì mà mình cảm thấy hợp nhất thì mình cứ sử dụng ha. Cái này thì không ai giúp ai. Còn tại vì cái trường phái là mình khuyến cáo là nên sử dụng cái đó thì nó sẽ bền hơn đó. Và cái thứ hai là cái dưỡng rễ cả nhà. Thì khi mà trước khi cây nó ra cơi á, thì mình sẽ trước khi mình bón phân á, NPK gì đó hay hữu cơ, thì mình NPK hộp thì mình không có sử dụng ha. Trong cái quy trình của đây thì không có sử dụng. Còn cả nhà ai xài thì thầy đó. Thì mình sẽ tưới cái dưỡng rễ trước ha, để mình tạo khi mà pH đất nó đã ổn định rồi, nó trên 6 rồi, thì cả nhà lúc đó cả nhà sử dụng những sản phẩm dưỡng rễ ha, chất lượng. Thì mình cũng có cái bộ dưỡng rễ riêng của mình đó, mình xài rồi mình quen mình hiểu, thì mình sẽ tưới cái bộ dưỡng rễ đó vô để tạo ra một cái bộ rễ thiệt là khỏe, nó có nhiều rễ, nó khỏe. Thì 5-7 ngày sau thì cả nhà bắt đầu mới cả nhà bón phân. Thì bón phân gì thì thầy sẽ bón phân hữu cơ đó. Rồi sau khi bón phân hữu cơ á, thì để thúc cơ đọt ra dài á, thì thầy sẽ sử dụng thêm một cái dòng nữa là cái dòng NPK sinh học ha. Đó, nếu mà lại muốn lấy cơ đọt dài thì mình sử dụng cái dòng NPK sinh học có đạm sinh học cho nó cao tí xíu đó, đạm hữu cơ nó cao tí xíu, mình tưới để mình kéo cái cơ đọt dài ra. Đấy, đó là cái quy trình của mình. Còn ở trên á, ví dụ còn ở trên cây bình thường thì thôi ha,
thì có thể là nếu mà cây trường hợp bị nấm bệnh, nấm hồng này kia thì mình sử dụng hai cái thằng AKM, thứ nhất, thứ hai là cái thằng đồng Curum, hai thằng đó là chế phẩm sinh học luôn. Mình xịt phủ cây cái, lúc lá già đó mình cắt tỉa mình xịt phủ cây cái để nó giải quyết nấm bệnh trên cây. Và sau khi xịt đó năm khoảng 7 ngày thì bắt đầu mình xịt cái bộ dinh dưỡng ha, để mình kéo cái dinh dưỡng cái cây, làm cho cây nó phát triển mạnh khỏe, nó đi độc lên. Đó, thì kết hợp với những cái chế phẩm sinh học mà mình phòng sâu rầy ở trên. Đấy, thì là cái cây của các bạn nó sẽ ổn định. Đó. Và nó kết hợp với cái chăm sóc tưới nước này kia cho đầy đủ. Ốp mô tạo rãnh thông thoáng. Và cái cây của bạn nó sẽ, các bạn sẽ nó vô một cái quy trình chuẩn và tứ nó sẽ đi cơ đồng loạt. Đó, và tới lúc thời điểm lá già các bạn đi cắt tỉa cành. Rồi xong rồi các bạn bắt đầu chu kỳ mình cứ xây ổn định luôn. Thì cái cây của mình nó phát triển rất là nhanh ha, rất là ổn định, cành nhánh to để sau này mau để trái. Đó là những cái cách chăm sóc mà hiện tại đây đang áp dụng thành công tại rất nhiều vườn ha. Thì anh đây chia sẻ đến cả nhà. Đó, thì anh em cả nhà muốn mà mình tư vấn thì cứ có thể kết bạn Zalo của mình. Đó, thì trong cái điều kiện cho phép thì mình có thể đến thăm vườn, còn không thì mình có tư vấn qua Zalo online ha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Thì cả nhà nhớ đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo. Rồi, từ đây cảm ơn. Chúc cả nhà sức khỏe.